Kính chào quý vị, rất hân hạnh được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 1 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Những chuyến tàu mang Tết sớm đến với cán bộ chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thành phố Hồ Chí Minh giám sát các nguy cơ về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên Đán. Cận Tết, hoạt động mua bán pháo lậu diễn ra rầm rộ, đi kèm là tai nạn từ việc đốt pháo, nhất là ở trẻ em. Cháy lớn trên núi Tiên Cô ở Nha Trang, các lực lượng nỗ lực ngăn cháy lan ra các khu dân cư. Thưa quý vị, cứ mỗi độ xuân về, những chuyến tàu mang hơi ấm đất liền lại khởi hành đến với quân và dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tàu 624 của Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân cũng vừa khởi hành từ thành phố Vũng Tàu, mang tới sớm đến với cán bộ chiến sĩ của Hải đoàn đang trực chiến tại các âu tàu, làng chài trên đảo Trường Sa. Những chuyến tàu mang thêm sức mạnh, nguồn động viên để các cán bộ chiến sĩ yên tâm bám tàu, bám đảo, bám biển để bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Lá dong, mai vàng và những nhu yếu phẩm Tết là những vật phẩm không thể thiếu trong hải trình mang Tết đến Trường Sa. Những cái món quà đầy ý nghĩa, mong rằng các đồng chí vơi đi được cái nỗi nhớ nhà, cũng như là đoàn kết, khắc phục khó khăn và hoàn thành tốt được cái mọi nhiệm vụ được giao. Hải đoàn 129 được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hai âu tàu tại đảo Trường Sa, đảo Sinh Tồn và hai làng chài tại đảo Núi Le, đảo Tốc Tàng. Mùa cuối năm này thì thường là sóng gió rất lớn. Thì tàu chúng tôi đưa được vật tư, trang thiết bị, hàng hóa để cho quân và dân nhân đảo có điều kiện để sử dụng. Đi ra đó để chúc Tết anh em, để mà an tâm công tác. Đồng thời có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là chúng tôi cũng hỗ trợ giúp đỡ ngư dân bám biển để giữ ngư trường. Trong chuyến hải trình dài hơn 15 ngày, đoàn công tác còn cung cấp vật tư kỹ thuật nhằm giúp các âu tàu, làng chài có thêm điều kiện giúp đỡ bà con ngư dân hoạt động trên biển. Khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, thời điểm thị trường tiêu dùng tăng mạnh về nhu cầu, nhất là mặt hàng thịt heo. Đây cũng là ngành hàng dễ có sự trà trộn các mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân giám sát các nguy cơ về an toàn thực phẩm, từ giết mổ đến phân phối, để thực phẩm an toàn đưa ra thị trường dịp Tết. Nhà máy giết mổ phân phối thịt heo của Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản có 3 dây chuyền giết mổ hiện đại, sẽ cung ứng cho thị trường Tết khoảng 1.800 con mỗi ngày. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị các nguồn nguyên liệu, trong đó thực phẩm tươi sống là khoảng hơn 1.100 tấn thịt heo bò, và đối với thực phẩm chế biến hơn 3.800 tấn, với cái tổng giá trị là khoảng 541 tỷ đồng. Với 5 nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại và 2 chợ đầu mối lớn, thành phố luôn chủ động đáp ứng sức mua của thị trường. Đối với những ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu như là rau củ quả, thịt Tết là tăng đột biến, có thể gấp 2 đến 3 lần. 3 tháng trước Tết, thành phố Hồ Chí Minh đã lập 11 đoàn giám sát với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng, tổ chức thành kiểm tra hoạt động tại nguồn, từ nuôi trồng đến các kho dự trữ nguyên liệu. Để tập trung xử lý những cái trường hợp buôn bán trái phép bằng lề đường, chúng tôi cũng kêu gọi người dân hãy ủng hộ những nơi làm thực phẩm sạch. Với quyết tâm cao và sự giám sát chặt chuỗi ngành hàng, thành phố nỗ lực đảm bảo an toàn thực phẩm để người dân yên tâm mua sắm Tết. Cận Tết, các hoạt động mua bán pháo lậu diễn ra rầm rộ, đi kèm với đó là tai nạn từ việc đốt pháo, nhất là ở trẻ em cũng gia tăng. Chỉ trong một tháng qua, hàng chục trường hợp trẻ bị chấn thương nặng do chơi pháo phải nhập viện cấp cứu. Các ngành chức năng lên tiếng cảnh báo những trò chơi liên quan đến pháo có thể gây nguy hiểm tính mạng, và pháo lậu ngoài thị trường chưa được kiểm soát. Khoa hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận một bệnh nhi 14 tuổi nghịch pháo nhập viện tình trạng đa chấn thương nặng, thủng nhãn cầu, tổn thương thực quản, vết thương thấu ngực, thủng dạ dày. Bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc tích cực sau cuộc phẫu thuật kéo dài 11 giờ đồng hồ. Khả năng là không có giữ được cái hai con mắt của em bé. Cái thứ hai là tới cái khí quản, tức là những cái mảnh vỡ thủy tinh nó đâm vô cái khí quản, làm cho cái khí quản nó bị lủng và những cái dị vật nó chui vào đó. Trẻ con quá dễ tiếp cận với lại chất nổ và không có cái sự kiểm soát của gia đình cũng như cái sự cảnh báo của nhà trường cũng như là cái cộng đồng xã hội. Từ những tai nạn thương tâm này, các ngành chức năng cảnh báo phụ huynh cần phối hợp nhà trường chú ý đến con mình hơn để kịp thời ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc do pháo gây ra. Ngày 10 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi thông tin cho biết vừa cứu chữa 3 bệnh nhân bị ngộ độc do uống nước rễ cây rừng. Hiện tình trạng của 3 người này đã qua cơn nguy kịch.
các bệnh nhân là Phạm Văn Nhường, 44 tuổi, Phạm Thị Bót, 35 tuổi và Phạm Văn Tày, 48 tuổi, đều ngụ thị trấn Ba Tơ. Trong lúc thu hoạch cây mây rừng, nhóm người này sau khi uống nước nghi nấu từ rễ cây rừng đã bị chóng mặt, đau đầu. Trong số đó, 3 người được đưa đi bệnh viện. Còn ông Phạm Văn Ca Nhũ, 52 tuổi, ở thị xã Ba Vinh, do không chịu đi cấp cứu nên đã tử vong trong rừng. Trước đó, cũng tại huyện Ba Tơ, 3 người dân đi vào rừng làm gỗ đã ăn côn trùng, dẫn đến 1 người tử vong, 2 người bị ngộ độc. Nhiều người dân đi làm trên núi thường đào rễ cây rừng hay ăn côn trùng mà không rõ là loại gì nên dẫn đến ngộ độc, dẫn đến thương vong. Chiều qua 10 tháng 1, đồn biên phòng Bình Hải, Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đã trưng cầu giám định 3 gói bột màu trắng trôi dạt vào bờ biển xã Bình Hải, huyện Bình Sơn. Kết luận cho thấy chất rắn màu trắng chính là ma túy, loại cocaine, trọng lượng 2,94 kg. Khoảng 14 giờ chiều ngày 4 tháng 1, trong lúc đi dọc bờ biển, ông Võ Văn Tèo, trú xã Bình Hải, phát hiện một túi bạc, bên trong có 3 gói ni lông chứa chất rắn màu trắng. Nghi ngờ đây là ma túy, ông Tèo đã trình báo và giao nộp cho đồn biên phòng Bình Hải. Đồn đã niêm phong, tạm giữ và tiến hành các thủ tục trưng cầu giám định. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trong phần an ninh trật tự, thủy triều xuống nhanh ghe chở 23 tấn gạo bị lật và chìm xuống sông ở Vĩnh Long. Công an An Giang điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tạm giữ 3 đối tượng. Thưa quý vị, đến khuya hôm qua, các lực lượng chức năng của thành phố Nha Trang vẫn đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy trên núi Cô Tiên lan ra các khu dân cư kề cận. Nhiều người cắm trại đang cắm trại trên núi hốt hoảng tháo chạy khỏi khu vực. Khuya hôm qua, đám cháy vẫn còn bùng phát dữ dội và tiếp tục lan rộng, kéo dài nhiều km. Trước đó vào lúc 16 giờ 40 phút cùng ngày, tại khu vực quy hoạch đất rừng sản xuất có nhiều cỏ tranh, lau lách trên núi Cô Tiên bất ngờ bốc cháy. Gần 100 người gồm lực lượng cảnh sát chữa cháy, kiểm lâm, chiến sĩ đồn biên phòng Cầu Bóng được huy động tới hiện trường, khoanh vùng, tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, gió to, thời tiết hanh khô cùng nhiều cây cỏ dễ cháy khiến ngọn lửa lan rộng, công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ tối qua, 25 người cắm trại được lực lượng chức năng đưa xuống núi an toàn. Địa phương đã lập các chốt chặn tại khu dân cư, rà soát các hộ dân dưới chân núi để có phương án sơ tán dân trong trường hợp lửa lan xuống. Sáng qua tại Vĩnh Long, một chiếc ghe gỗ chở gạo bất ngờ chìm trên sông Bô Kê. Vụ việc không gây hậu quả về người nhưng đã làm 23 tấn gạo chìm dưới sông. Vào khoảng 8 giờ 30 phút, anh Võ Thanh Toàn, sinh năm 1986, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, điều khiển ghe gỗ, cùng đi còn có vợ là chị Trần Xíu Lến, sinh năm 1985. Khi phương tiện lưu thông đến khu vực ngã ba sông Bô Kê, do bị nước xoáy, thủy triều xuống nhanh và nước chảy xiết làm ghe gỗ lật ngang, sau đó va chạm với cầu sắt gần đó thì mới dừng lại. Hậu quả chiếc ghe gỗ tải trọng 25 tấn cùng 23 tấn gạo bị chìm hoàn toàn. Lực lượng công an hai xã Tân Hạnh và Lộc Hòa, huyện Long Hồ cùng người dân nhanh chóng đến hiện trường hỗ trợ đưa người, phương tiện và số gạo bị ướt lên bờ. Tối qua trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, một người đi xe máy bất ngờ té ngã phải nhập viện cấp cứu. Khoảng hơn 18 giờ, một người đàn ông hơn 30 tuổi điều khiển xe máy lưu thông trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hướng đi từ quốc lộ 1A và vòng xoay cao tốc. Khi đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành thì chiếc xe bất ngờ bị mất kiểm soát, chao đảo và làm người cùng phương tiện té ngã xuống đường, người đàn ông bất tỉnh. Đội cứu hộ của công ty cứu hộ giao thông 118 Tiền Giang đã có mặt sơ cứu và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Công an tỉnh An Giang đang điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đường dây xuyên biên giới này có quy mô phức tạp gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới. 3 đối tượng đang bị tạm giữ. Đó là Nguyễn Văn Sàng, Tô Văn Tây và Đặng Văn Trường cùng trú trên địa bàn tỉnh An Giang. Vào chiều ngày 1 tháng 1, tổ công tác phát hiện bắt quả tang Sàng và Tây đang đưa một người phụ nữ sang Campuchia trái phép. Sau khi biết hai đối tượng trên bị bắt, Trường đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan an ninh điều tra cho biết đây là đường dây đưa người qua lại Việt Nam và Campuchia trái phép, đã hoạt động trong thời gian dài, có sự cấu kết của các đối tượng ở Việt Nam với các đối tượng ở Campuchia. Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra, đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh vừa bắt tạm giam 4 đối tượng buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu, tổng giá trị hàng hóa khoảng 300 triệu đồng.
Đó là Lê Văn Thừa, Mai Văn Triển, Trần Văn Ư và Mai Văn Tân cùng ngụ huyện Châu Thành. Trước đó, lực lượng chức năng bắt quả tang Triển và Ư điều khiển xe máy vận chuyển 6.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Các đối tượng khai vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho Lê Văn Thừa. Thừa khai mua thuốc lá bên Campuchia, sau đó thuê người vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời. Cùng thời điểm, công an huyện Châu Thành cũng bắt quả tang Mai Văn Tân đang lái xe máy chở 4.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, ngụy trang trong các thùng giấy cạc tông. Công an đang tạm giữ 11.000 bao thuốc lá nhập lậu, 5 xe máy cùng nhiều đồ vật khác có liên quan. Trạm cảnh sát đường thủy Sa Đéc, công an tỉnh Đồng Tháp vừa phát hiện bắt giữ 5 phương tiện vận chuyển 355 mét khối cát trên tuyến sông Tiền, rạch Cái Bảy và kênh sông Cái Nhỏ. Các thuyền trưởng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ nguồn gốc cát và giấy tờ liên quan. Họ cho biết số lượng cát trên được vận chuyển từ Vĩnh Long về Cao Lãnh để tiêu thụ. Công an đã tạm giữ các phương tiện của 11 đối tượng để điều tra xử lý. Bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm 95 kg pháo hoa nổ và 500 viên đạn. Tối ngày 8 tháng 1 trên quốc lộ 8A, lực lượng chức năng bắt giữ xe khách biển kiểm soát Lào do Lê Hữu Lam sinh năm 1977, trú huyện Hương Sơn điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong khoang tự chế trên xe khách có 500 viên đạn Samlet chuyên dùng cho súng tự chế và 61 hộp pháo hoa có trọng lượng gần 100 kg. Bước đầu, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê 500 viên đạn Samlet cho một người đàn ông Lào từ bến xe Viên Chăng về thị xã Hồng Lĩnh, còn 95 kg pháo Lam mua từ Viên Chăng đưa về Việt Nam để sử dụng. Trong phần tin thế giới, xem robot trổ tài pha cà phê và các đồ uống tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Mỹ. Và môn đấu bò tót chờ ngày trở lại tại Mexico sau phán quyết lật ngược lệnh cấm của tòa án tối cao. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES thường niên đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ. Đây là dịp để các công ty giới thiệu các sản phẩm công nghệ mới nhất, đặc biệt là các sản phẩm có ứng dụng trí tuệ thông minh nhân tạo AI. Gây thích thú là robot có thể pha cà phê và nhiều loại đồ uống khác. Robot mang tên Adam có thể tương tác với khách hàng, tiếp nhận yêu cầu và pha chế thức uống. Adam được trang bị hai cánh tay robot chuyển động linh hoạt, hệ thống AI, các camera cảm biến và phần mềm nhận diện khuôn mặt. Adam có thể pha chế nhiều loại đồ uống như trà sữa, cà phê, latte trà chanh và cocktail. Bạn có thể thấy nó đang thực hiện các công đoạn để pha chế một ly latte hạt phỉ sủi bọt. Ly cà phê rất ngon, tôi không thể nào phân biệt được là do robot làm ra. Ngoài pha chế thức uống, Adam còn có thể chế biến món ăn. Trong tương lai, Adam có thể sẽ là một giải pháp hoàn hảo cho các doanh nghiệp đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân lực, dù giá thành cho một chú robot này không hề rẻ, khoảng 180.000 đô la Mỹ, gần 4,5 tỷ đồng. Cũng tại triển lãm công nghệ CES 2024, hãng xe Mercedes thu hút sự chú ý của công chúng khi trình làng trợ lý ảo sử dụng trí tuệ nhân tạo AI trong một mẫu xe điện mới. Đây là chiếc xe điện concept CLA Class được trang bị hệ điều hành MB.OS, trợ lý ảo AI mới nhằm tăng cường mức độ cá nhân hóa của người dùng và đưa mối quan hệ giữa tài xế và xe trở nên tự nhiên hơn, giống với tương tác giữa người với người. Người dùng có thể yêu cầu phát tin tức mới nhất vào buổi sáng và kích hoạt ghế massage sau khi kết thúc một ngày làm việc. Chiếc xe còn nhắc nhở người dùng về lịch trình làm việc sau khi thông tin được đưa vào hệ thống. Trợ lý AI có thể trả lời bằng những tông giọng cảm xúc khác nhau và sẽ chủ động đặt câu hỏi nếu chưa rõ về thông tin từ người dùng. Mercedes cho biết công nghệ mới này sẽ xuất hiện trong những chiếc xe của hãng trong một vài năm tới. Theo số liệu của Ủy ban châu Âu, mỗi năm có đến 167.000 tấn hạt vi nhựa bị thoát ra môi trường tự nhiên. Chúng trở thành thức ăn cho các sinh vật biển và tồn tại trong chuỗi thức ăn của con người. Tại Tây Ban Nha, một con tàu chở hàng đã làm rơi một các container chứa hạt nhựa xuống biển và hơn một tháng nay, chính quyền địa phương và các tình nguyện viên đang cố gắng thu dọn những hạt nhựa trên các bãi biển ở phía Tây Bắc nước này. Với các đồ xúc lọc cát hay chổi, những người tình nguyện đang cố gắng thu gom hàng triệu hạt vi nhựa đang trôi dạt vào các bãi biển vùng Galicia. Chúng tôi cố gắng thu gom các hạt vi nhựa bằng các dụng cụ gia đình, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, giúp dọn sạch các bãi biển.
Các hạt vi nhựa màu trắng này đã theo sóng biển ập vào các bãi biển từ hôm 8 tháng 12 năm ngoái, khi 6 container chở các hạt nhựa dùng để sản xuất chai nhựa trên một tàu chở hàng bị rơi xuống biển. Con tàu đang trong hành trình đến Rotterdam, Hà Lan. Theo các nhà khoa học, các hạt vi nhựa gần như khó phân hủy và tồn tại gần như vĩnh viễn trong môi trường tự nhiên, đặc biệt trong chuỗi thức ăn của con người. Năm 2022, một thẩm phán đã ra phán quyết cấm mổ đấu bò tại thủ đô Mexico City của Mexico. Tuy nhiên, Tòa án Tư pháp Tối cao Mexico mới đây đã lật ngược lại lệnh cấm này, dọn đường cho sự quay trở lại của mổ giải trí truyền thống ở nơi được mệnh danh là đấu trường đấu bò lớn nhất thế giới. Abolida Gomez, một võ sĩ đấu bò từ Colombia, đang hăng say luyện tập tại đấu trường Plaza Mexico. Anh nằm trong số hàng ngàn người đã mong mỏi lệnh cấm của tòa án cấp dưới được bãi bỏ trong suốt một năm rưỡi qua. Chúng tôi mơ được đấu bò, mơ được luyện tập, mơ được thành công trên đấu trường này, mơ được nghe thấy tiếng reo hò. Trong khi đó, các nhà hoạt động vì quyền động vật cho rằng bộ môn này khiến cư dân thủ đô phải chịu đựng cảnh bạo lực và sự đối xử tàn nhẫn với động vật. Chúng tôi không nghĩ tòa lại phán quyết như thế. Chúng tôi vẫn sẽ đấu tranh để ngăn chặn việc đấu bò trở nên hợp pháp, ít nhất là tại Mexico City. Tại Mexico, môn đấu bò đã phát triển mạnh trong hơn 500 năm qua. Mỗi năm, hoạt động đấu bò tại nước này tạo ra 80.000 việc làm trực tiếp và 146.000 việc làm gián tiếp, tạo ra khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Dù vẫn được tổ chức trên hầu hết đất nước, các trận đấu bò vẫn bị cấm tại một số bang và thành phố. Thông tin thể thao vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi chiều vào lúc 18:30 với những thông tin cập nhật trong ngày. Chúc quý vị có ngày mới nhiều năng lượng. Xin kính chào tạm biệt.